Hạnh. Anh Hạnh. Có chọn anh dạ? Anh có xích em về đội của anh không? Why not? Em đẹp quá. Thôi anh đừng có trả lời, em biết mà. Nhưng mà em sẽ chọn về đội nhạc. Em sẽ chọn về đội nhạc. Em giống như là vừa mới tạt một gáo nước lạnh vô mặt Trấn Thành. Nhớ nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Cái lý do gì em luôn là cái nguồn cảm hứng với Trấn Thành vậy em? Em nghĩ thế này, anh hãy nhìn xung quanh Trấn Thành đi. Tất cả những người bạn Trấn Thành, tất cả những người xung quanh Trấn Thành, có ai đẹp như em đâu. Nói xong nghe muốn đột quỵ luôn vậy đó. Thật sự là vậy nè. Anh có để ý không? Ở trong bọn mình là gì vậy? Thiệt, ở nè. Trong ở nè, trong nè, nè. Bình ơi Bình. Dạ. Cái bên chị là, cái bên em là ai? Là chị á hả? Ừ. Em không có coi ra chị gì hết trơn hả? Coi ra chị là cái gì? Không coi chị ra gì hết. Không coi chị, chị ra gì hết trơn hả? Đã nhập người ta còn văn dụng về nữa. Ê. 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 Ủa mà anh nhớ là hai đứa chơi thân với Trấn Thành lắm mà sao nói xấu anh đó quá vậy? Đâu, nói đúng chứ đâu có xấu anh. Nó vậy đúng đâu rồi. Đâu, dạ. Đâu tôi muốn chơi thân là tại vì anh Thành anh có nhu cầu chơi với tụi em. Trời đất ơi. Em có, em có nói. Em có nói. Yên tâm Kiều. Anh hiểu được tấm lòng của em, dạ. anh mới block Facebook nó rồi. Dạ. em xuống dữ vậy đó hả Thành? Bây giờ em mới có nhu cầu đi kết bạn vậy đó hả Thành? Em chợt nghĩ ra một điều là ở cái vòng chọn nghệ sĩ thì hai đứa về đội Trấn Thành đi, còn hai ca sĩ về đội anh luôn. Mà cái vòng bây giờ nó về em không nhận nó vui nè. Thôi, mình là anh mà mình phải bao dung Thành ơi. Không anh, không. Không nữa. Em nếu là em cũng tức giùm cho Thành. Đi làm về khuya vẫn gọi hai em ra ăn ốc. Đi làm về trễ vẫn gọi hai em ra ăn lẩu. Hai đứa nó giống như là thuốc phiện đối với Trấn Thành. Thì bây giờ là tối nào phải gặp. Mà anh đi một đêm gặp mà tốn 3-4 triệu thì một tháng bao nhiêu? Gần 100 triệu. Trời ơi, đâu mà dữ vậy trời. Cái gì? 100 triệu để nuôi hai đứa trong vòng một tháng đó hả? Không phải là một mình. Để rồi bây giờ lên chương trình nó chối bỏ Trấn Thành như một người xa lạ. Cho nó, bây giờ đi, ok, I'm fine. Thì đúng rồi anh Nghĩa, bây giờ sao em? Bây giờ anh Thành cho ăn, anh Thành nuôi. Thì kể như anh Thành đấng sinh thành, anh Thành chuyên môn đóng vai mẹ rồi được chưa? À đúng rồi, ý Hải Triều là như vậy. Thì anh Thành anh mập. Anh không. Không được ốm. Góc độ nào em thấy anh mập vậy? Anh ơi anh coi kìa, cái áo nó căng ra luôn á anh. Có hớp rồi đó em, có hớp rồi đó. Mập ốm nhìn như cái đùi là biết liền. Tôi á là nằm ở cái khu vực Ba Rọi. Là nó có thịt, có nạc, có mỡ. Còn đỡ hơn mấy người mà ốm xanh, ốm xác. Không còn một cái gì trên cơ thể ngoài da dưới xương. Còn mang đâu dài như hai cục gạch nữa chứ. Trời. Em muốn về đội Trấn Thành để tôn vinh cái sự mình dây của em hay sao? Không, để cho cân đối lại anh. À cân đối. Vậy giờ Buka không nhận. Đó người ta không nhận mình kìa, rồi giờ sao em? Đâu phải cái coi thường body tôi rồi muốn gì. I love my body, I love my skin. Càng ngày càng đẹp ra nghe. Có bí quyết gì không vậy? Có tình yêu hả? Anh nói gì vậy? Tối ngày anh cứ bí hỏi gì vấn đề. Bí quyết của anh Đức là được gả bán. Chứ còn gả bán thì anh Đức sẽ có giá. Và có giá thì tự động người ta biết giá trị người ta sẽ đẹp ra. Đó là nhờ bạn thân đó. Nhưng mà mọi người cũng hiểu rồi đó. Khi mà một cái giá trị lên quá cao sẽ không ai dám đụng tới luôn. Dạ như là nhà đất bị đóng băng vậy đó hả? Đó dạng vậy đó. Vẫn quẩn phải không? Vẫn quẩn. Chán thiệt. Vẫn quẩn. Còn Nam Thư? Dạ. Nam Thư nó cũng đang quẩn đó. Quẩn không em? Em quẩn. Ủa cũng quẩn luôn hả? Em quẩn. Anh tưởng em phải là bận rộn mới đúng chứ. Không, em cũng đang quẩn. Tôi biết là bạn đang hiểu gì luôn á. Đang quẩn nè. Nhưng không được Thành. Thật sự rất là nhiều lần rồi Đức có tâm sự nhắn tin riêng. Đức nhiều lần bày tỏ tình cảm. Nhưng mà Thư không được. Anh, tại sao không được? Khi mà anh hỏi em đang quẩn, hỏi qua Thư đang quẩn là em biết Thư muốn nói về chủ đề gì luôn á. Anh nghĩ đi, em và Đức ai sẽ là người chủ động tán tỉnh ai? Bản thân tôi hiểu nè, nói tiếng công bằng đi. Chưa biết dạo này con gái bạo lắm á nha. Đó đi chưa. À đây nè, hơi nghe người trung lập nói nè. Không có phải là bạn thân thiết lắm. Trường Giang nói đi em. Hai đứa này còn ế lâu lắm anh. Còn ế lâu lắm hả? Cái gu của Nam Thư á là cao to đen hôi. Gì vậy? Gì vậy? To đen còn được, đứng dính dịu hôi không được nha. Hôi là mùi đàn ông anh, chứ đừng có nghe hôi cái mình bị phản cảm. Còn không? Đức là chập chững. Chập chững, ngoan ngoãn, xinh xắn, thương yêu, đáng yêu. Nói gì vậy trời? Cái gì nữa?
nãy giờ nói mà cái gu của Thư mà cao to đen hôi là sai hoàn toàn. Gu của Thư là tôi. Đặc biệt là Trấn Thành là fan của Eric đó nha. Em rất vậy là biết rồi đúng không? Nhưng mà em cũng đừng tin lời của anh Trấn Thành nói. Ờ hay. Bởi vì chị cũng đã từng tin cách đây 2 năm trước. Anh nói dối gì vậy em? Cái đợt đấy là một cái ngày đẹp trời, em tham gia chương trình cùng với anh Đức. Anh Đức chính là anh em mình. Anh ra đây. Đúng rồi, 2 năm trước. Nó đang kể câu chuyện năm nào vậy Thắng? 2 năm trước. Chương trình gì? Chương trình, một chương trình không phải của Đền Quân nên em không nói tên được. Nhưng mà là một chương trình mà em đã thể hiện sự duyên dáng cùng nhau. Rất duyên dáng. Rất duyên dáng đúng không anh? Đúng, anh. Xong rồi em nhận được sự khen ngợi nhiều nhất là của anh Trấn Thành. Đúng, và anh Trấn Thành còn mời em là hãy đến show kỷ niệm hài của anh để tham gia nhé. Anh rất là yêu thích em. Và cuối cùng, hãy đến và cuối cùng là 2 năm sau em vẫn đứng ở đây. Chỉ có anh là anh nói, lúc nãy Trấn Thành nói là Trấn Thành thần tượng Eric, còn anh luôn luôn thần tượng và quý mến em. Em thần tượng anh. Đúng rồi. Anh là đẹp nhất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe một câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì sao? Là không có thật. Em nghĩ những cái người mà nuôi chó với nuôi mèo thì thường là những người rất là thơ mộng, có lẽ sẽ có một cái giọng hát mà nó nhẹ nhàng tình cảm, cũng có thể là như à, thế. À không em. Ừ. Tôi đang lý luận của em, anh ấy bảo không. Bây giờ ta lý luận lại cho người ta nói. Bây giờ này. Bây giờ anh lý luận lại, em có quyền bảo anh không? Đấy. Không. Theo anh. Kinh nghiệm của gia đình anh lý luận xong đi rồi em không? Anh đã lý luận gì đâu mà em đã không? Không. Vẫn không. Thì không lý luận nữa. Em thấy là dáng chị này massage hơi kỳ này. Sao? Vì sao? Thấy là... dáng massage đúng là phải thế nào? Này massage là như nào? Này massage là như nào? Cái dáng này chị vừa massage thì thấy sao? Eric, em mới được eo dáng của em mới kỳ. Chị vừa massage thì em mới đưa cái chảo vô mặt Trấn Thành. Em vừa đẩy vào. Em vừa đẩy tất cả vào mặt anh. Dần lên em, dần lên, dần lên. Tại vì cũng thông cảm cho Eric đi. Thôi thà một mình Trấn Thành hứng cái chảo đó còn đỡ hơn giờ riết nó quay lại nguyên trang nhóm khán giả đây hứng hết. À, cái phần trình diễn của em là bài Đen Đá Không Đường, anh có thích không ạ? Đen Đá Không Đường anh rất thích. Còn em thì thích anh. Vì em đã loại mình mà dân yêu à. Anh nghĩ là mình đổi được chơi được không? Sao? Dạy thơ quá, yêu dạy thơ. Yêu dạy thơ. Anh quay quay, em một câu thơ dành tặng cho anh. Đọc. Anh đã chọn số 6, anh có sợ quả báo không anh? Theo anh mà. Huy. Dạ. Đi về chỗ ngồi con. Dây déo, gieo dắt tình cảm thừa lưa à. Ba ơi, phụ huynh trừng phạt mà còn nói sai văn nữa. Gieo rắc nói dây déo. Dây déo. Phụ huynh lỡn. Phụ huynh nói lẽ.